Hi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của Sentity Shop. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một mã router rất là nhỏ gọn của Mikrotik. Đó, nhưng mà hiệu suất thì vẫn rất là ổn nhá và lại còn đa dụng nữa. Đó chính là mã L009UIGS-RM. Và mã router này thì có thể chịu tải khoảng 100 cho đến 150 thiết bị, tức là tương đương cỡ 50 cho đến 80 người dùng. Như vậy thì sẽ rất là phù hợp để mà sử dụng cho văn phòng chi nhánh này, gia đình này hoặc là các cái doanh nghiệp quy mô nhỏ, vân vân. Và mã này thì sẽ được dùng để mà thay thế cho mã router RB2011 cũ với hiệu suất cao hơn này, nhiều tính năng hơn này và giá thì còn rất là rẻ nữa. Rẻ như thế nào thì các bạn cứ inbox CNTV Shop để bên mình tư vấn cho các bạn nhé. Điểm qua một chút thì mã router này vừa có cổng PoE in này, vừa có cổng PoE out này, vừa có cổng SFP 2.5 bit và hỗ trợ cả các cái ứng dụng container rất là hữu dụng nữa. Lát nữa thì mình sẽ chia sẻ chi tiết về các cái tính năng. Còn bây giờ thì mình sẽ unbox luôn cho các bạn xem bên trong hộp thiết bị như thế nào nhé. Đây, phụ kiện đầu tiên của thiết bị thì các bạn sẽ thấy là có một cái tờ này hướng dẫn lắp đặt cũng như là hướng dẫn sử dụng nhanh này. Và bên trên này thì đã có in sẵn cái username cũng như là password đăng nhập lần đầu tiên để chúng ta có thể là cấu hình cho router nhé. Tiếp theo thì đây là một cái adapter này và với jack nguồn DC nhé. Đây thì là thiết bị của chúng ta này, đó, màu đỏ này trông rất là đẹp đúng không, và rất là nhỏ gọn nhá. Phụ kiện ở đây thì còn có đây là bộ tai rách này đó, và có đi kèm là vít nở rồi là ốc vít các thứ luôn đó, để chúng ta có thể là cố định thiết bị vào trong cái tủ rách. Và cái thiết kế tai rách như này cũng như là thiết kế vỏ thiết bị như này thì nó sẽ rất là tiết kiệm diện tích. Và như này thì trong một cái không gian tủ rách một u chúng ta có thể lắp tối đa 4 thiết bị này. Ok, thì đây là thiết kế mặt trước của router này. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở ngoài cùng này nó sẽ có một cái nút reset đây. Và nút reset này thì nó sẽ có chức năng đầu tiên đấy là chúng ta có thể nhấn nút trước này, sau đó thì cấp nguồn cho router. Và sau đó thì sẽ nhả nút khi mà đèn led màu xanh lá cây bắt đầu nhấp nháy, thì khi đó chúng ta sẽ có thể khôi phục lại cấu hình router OS về mặc định. Cái chức năng thứ hai đấy là chúng ta sẽ nhấn nút này, sau đó cấp nguồn và sau đó thì nhả nút sau khi đèn led không còn sáng nữa, tức là sau cỡ khoảng 20 giây, thì khi đó thiết bị sẽ tự động tìm kiếm máy chủ net install khi mà cần cài đặt lại router OS qua mạng. Và bất kể một cái tùy chọn nào mà được sử dụng như vậy thì hệ thống sẽ tải cái trình tải router boot dự phòng nếu như mà nút này được nhấn trước khi cấp nguồn cho thiết bị, và cái điều này nó sẽ rất là hữu ích cho cái việc gỡ lỗi cũng như là phục hồi router boot. Ở phía dưới nút reset này thì sẽ là hai cái đèn trạng thái của thiết bị này, và bên cạnh thì sẽ là cổng nguồn DC, cái adapter cũng như là jack nguồn thì đã đi kèm sẵn với thiết bị rồi. Tiếp theo đây thì sẽ là một cái cổng SFP này và hỗ trợ cả tốc độ 1 gig cũng như là 2.5 gig cho phép router kết nối tốc độ cao. Và cổng này sẽ được sử dụng khi mà chúng ta cần kết nối trong khoảng cách xa hơn 100 m mà dây đồng RJ45 bình thường không thể đáp ứng được. Bên cạnh nữa thì là một cổng USB 3.0 này. Cổng này thì chúng ta có thể dùng để mà upgrade firmware hoặc là lấy lốc hoặc là backup cho router vân vân. Hoặc là thậm chí bạn cũng có thể sử dụng cái cổng USB này để thêm cái modem LTE là một cái đường quang dự phòng cho hệ thống mạng của chúng ta nữa. Tiếp theo ở bên này thì sẽ là 8 cổng RJ45 1 gig này. Đó, và cổng 1 có ký hiệu PoE in thì tức là chúng ta sẽ có thể nối dây LAN từ cái injector PoE sang để mà cấp nguồn và mạng cho router hoạt động. Cổng số 8 thì sẽ là cổng PoE out, tức là chúng ta có thể nối dây LAN từ đây xuống cho các cái thiết bị như là camera hay là wifi, vừa có mạng vừa có nguồn luôn. Ok, đấy là toàn bộ cái thiết kế mặt trước của router nhá. Ở bên mặt hông này thì các bạn sẽ thấy ở đây có một cái cổng console này. Đây là cổng console RJ45 nhá, để chúng ta có thể kết nối với máy tính và cấu hình CLI cho thiết bị. Ở bên mặt hông còn lại thì sẽ có một cái nút này. Nút này gọi là nút mode này, ký hiệu là nút mode này. Đó, nút này thì nó sẽ có thể kết hợp với lại các cái tính năng script mà chúng ta có thể cài đặt khi mà cấu hình cho router. Chẳng hạn như là chúng ta sẽ cài đặt cho nó chức năng khởi động lại đi, thì khi đó nhấn cái nút mode này, router sẽ khởi động lại.
Còn ở đằng sau này thì các bạn sẽ thấy nó là một cái bộ sàn nhiệt rất là lớn đúng không ạ? Và như thế này thì nó sẽ giúp cho router tránh cái trường hợp bị quá nhiệt trong quá trình sử dụng. Và với cái lớp vỏ tản nhiệt như thế này thì không cần sử dụng đến quạt nữa. Và do vậy thì thiết bị sẽ chạy rất là êm và chúng ta hoàn toàn có thể đặt thiết bị ở ngay trong phòng làm việc hoặc là ở trong nhà đi chẳng hạn mà không sợ gây ồn nào ảnh hưởng đến người xung quanh. Thiết bị hỗ trợ CPU ARM Dual Core 800MHz và RAM 512MB cho hiệu suất cao hơn router RB2011 cũ và nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn. Chẳng hạn như là cái cổng SFP 2.5G này, đó cho tốc độ cao hơn. Và ngoài ra thì nó còn hỗ trợ cái chức năng đó là container mà trên RB2011 không có. Thì cái chức năng container này nó sẽ rất là hữu ích trong một số trường hợp như là chẳng hạn chúng ta muốn loại bỏ tất cả các cái quảng cáo thông qua pHole được lưu trữ ở trên router này. Hoặc là chúng ta cũng có thể lưu trữ các cái blog hay là trang web đơn giản ở ngay trên router này mà không cần thêm bất kỳ một cái sự bổ sung về phần cứng nào. Và một cái ứng dụng cực kỳ hay cho những ai mà yêu thích nhà thông minh nữa, đó là chúng ta có thể lưu trữ cái ứng dụng Home Assistant ở trên router này. Như vậy thì có thể giám sát camera CCTV này, rồi là các cái cảm biến về nhiệt độ hay là những cái thiết bị khác để mà tạo ra một cái hệ sinh thái nhà thông minh. Ví dụ như trời mùa hè này ở Bắc Bộ rất là nóng đúng không? Hay là ở trong Nam Bộ thì nắng quanh năm rồi. Đó, và chúng ta muốn là khi mà trời nóng quá chẳng hạn thì cái điều hòa trong nhà nó tự bật lên thì hoàn toàn router này có thể làm được. Đó là một cái ứng dụng rất hay đúng không ạ? Router được trang bị switch chip Marvell Peridot tốc độ cao, cung cấp cái kết nối full duplex 2.5G tới CPU với tất cả các cổng ngoại trừ cái cổng số 1 thôi. Nhờ vậy thì sẽ cho cái tốc độ xử lý rất là cao. Và riêng cổng 1 thì sẽ có một cái đường full duplex 1G đến CPU. Và thiết bị thì đã được active sẵn license level 5 rồi, gần như là cao nhất rồi. Và sẽ hỗ trợ rất là nhiều các cái tính năng mà các bạn có thể xem ở trong cái bảng mình để trên màn hình nhá. Trong trường hợp mà chúng ta cần thêm các cái thông số cao hơn nữa thì chúng ta có thể mua license và upgrade lên level 6 rất là nhanh chóng. Về chức năng routing thì router hỗ trợ đầy đủ tất cả các cái tính năng định tuyến cao cấp nhất như là RIP này, BGP, OFPF, vân vân. Và một cái tính năng trên router mà không thể không nhắc đến đó là tính năng cân bằng tải các đường quang. Các bạn sẽ thấy là trên router có 8 cổng đồng và một cổng quang này thì tất cả các cái cổng này chúng ta có thể cấu hình làm LAN hay là làm WAN đều được. Như vậy thì tối đa chúng ta có thể sử dụng 8 cổng WAN ở trên router này. Và chúng ta sẽ có thể cấu hình các cái đường WAN này cân bằng tải cho nhau, dự phòng cho nhau hoặc là chia mỗi cái VLAN bên dưới đi theo một cái đường WAN riêng biệt. Chẳng hạn như là chúng ta sử dụng một WAN riêng cho phòng IT chẳng hạn. Đó, thì khi cái đường WAN này nó gặp lỗi thì nó sẽ tự động chuyển sang một trong các cái đường WAN còn lại, đảm bảo cái tính dự phòng. Và tính năng cộng gộp băng thông thì sẽ cho phép gộp nhiều cái đường WAN này thành một đường với băng thông cao hơn, nhờ đó thì sẽ mang lại cái trải nghiệm mạng với tốc độ cao hơn. Và có một cái điểm thú vị đấy là router này có giải nhiệt độ hoạt động rất là rộng, từ -40°C cho đến 70°C, tức là tương đương với các cái chuẩn switch công nghiệp đó ạ. Như vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng router cho các cái môi trường công xưởng, nhà máy hay là môi trường ngoài trời có nhiệt độ cao. Và ở những cái khu vực mà khó kéo dây mạng đến thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái modem LTE cắm vào cổng USB này, đó để lấy mạng cho router. Tiếp theo, một cái tính năng không thể thiếu ở trên router được đó là VPN đúng không ạ? Đó thì thiết bị này cũng hỗ trợ rất là nhiều các cái loại VPN khác nhau như là IPsec này, OpenVPN này, GIE hay là L2TP. Và chức năng VPN thì sẽ giúp kết nối giữa hội sở và chi nhánh này hoặc là giữa các văn phòng chi nhánh với nhau để mà các cái thiết bị ở hai đầu có thể truy cập vào tài nguyên của nhau. Khi đó thì dù là nhân viên đang đi công tác này hay là có thể làm việc ở work from home đi chẳng hạn thì vẫn đều có thể truy cập được vào tài nguyên của công ty sử dụng cho công việc chung. Và chức năng TOS thì sẽ giúp kiểm soát băng thông thông qua một số các cái tính năng như là có thể giới hạn ở tốc độ dữ liệu của một số địa chỉ IP này, mạng con này, giao thức này, cổng này, hoặc là ưu tiên hàng đợi cho khả năng duyệt web nhanh hơn, vân vân. Và để quản trị router Migrotik L009 UIGS TRM thì chúng ta sẽ có nhiều phương thức quản trị khác nhau, chẳng hạn như là CLI thông qua cổng console này, truy cập từ xa thông qua Telnet và SSH, hoặc là chúng ta có thể sử dụng công cụ cấu hình GUI thông qua địa chỉ IP và MAC có tên là Winbox, giao diện web rất là dễ sử dụng. Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể sử dụng API để mà xây dựng các cái chương trình điều khiển riêng dành cho quản trị viên, như là kết hợp với cái nút mode lúc nãy mà mình nói chẳng hạn.
Ok, như vậy là mình vừa giới thiệu nhanh cho các bạn những cái đặc điểm cũng như là tính năng cơ bản nhất về router Mikrotik L009 WGS-RM. Nếu như mà cần xem thêm chi tiết về các cái thông số kỹ thuật thì các bạn có thể xem link sản phẩm mình để bên dưới mô tả của video nhé. Và nếu thấy video này hữu ích thì đừng quên ủng hộ Sentity Shop một like, share và đăng ký kênh nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.